Đây là bạn đã biết đấy, ở trong Excel thì có rất nhiều các loại lỗi khác nhau đúng không ạ? Như lỗi độ rộng, lỗi giá trị, lỗi chia không, sai tên hàm, vân vân. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học cách để ra xử lý các loại lỗi này. Vâng, đầu tiên lỗi độ rộng. Lỗi độ rộng ta nhìn thấy đây, nó có ký hiệu là thăng như thế này, thăng là như thế này, đúng không ạ? Thì với lỗi độ rộng như này thì ta chỉ việc kéo ra là nó sẽ hết độ rộng và nó hiện ra được cái cho chúng ta, đúng không ạ? Tuy nhiên có một số cái ta kéo ra bao nhiêu nó cũng không chảy ra được. Thì đây chính là cái lỗi là lỗi dạng ngày tháng. Đây, cũng như là công thức của ta bị làm nhầm là âm 1 nhưng mà ta để dạng là date. Để dạng là date thì khi đó là Excel nó sẽ bị hiện cái lỗi này. Và đây tất nhiên ta phải sửa lại ngày tháng để cho nó hết lỗi thôi. Ví dụ như là ngày 10 tháng 2 năm 2014. Đấy thì nó sẽ hết lỗi. Lỗi thứ hai đây là lỗi giá trị. Lỗi giá trị khi mà ta thực hiện các công thức nhưng mà về số, nhưng mà trong đấy chẳng may ta lại có cái giá trị chữ trong đấy, ví dụ như này, ví dụ như này, nên nhiều khi do ta đánh nhầm nó, đúng không ạ, thì nó sẽ hiện ra lỗi này. Và cách xử lý các lỗi này thì ta đã biết rồi, tức là chúng ta sẽ sửa lại cái số này, đúng không ạ, thành dạng bình thường thì nó sẽ là hết lỗi. Lỗi chia không nó lại rất hay gặp. À, khi ta sử dụng chia cho một số không hoặc là chia như đây, ta chia ra một ô mà nó có rỗng, đúng không ạ? Tức là bị khuyết dữ liệu thì hiện ra cái lỗi chia không. Để xử lý lỗi này thì người ta sẽ cho cái ô đấy là có một cái giá trị là số 5 hoặc là một số đấy, đúng không ạ? Thì khi chia nó sẽ có giá trị, đúng không ạ? Tuy nhiên nhiều lúc dữ liệu ta nó bị trống, đúng không, và ta không muốn hiện cái lỗi như này, thì ở phần dưới chúng ta sẽ học cách để ra xử lý chúng. Tiếp theo dạng lỗi thứ hai, lỗi sai tên hàm. Từ khi nhập các công thức rất là dài thì khả năng ra là cái hàm nó bị sót. Đây, với đây là hàm sum. Nhưng mà hàm sum ở đây nó bị sót cái này, đúng không ạ? Thì nó sẽ không hiện được cái này. Và nên ta phải sửa lại hàm thôi, đúng không ạ? Ta sửa lại hàm. Đúng không ạ? Và ở trong này thì các cái công thức của ta nó chưa chuẩn, đúng không ạ? Ta có thể sửa lại. Ta có thể sửa lại. Đấy, thì rồi hết lỗi, đúng không ạ? Lỗi tiếp theo là lỗi của vùng tham chiếu. Với tham chiếu này thường xảy ra khi mà ta delete một cái vùng mà nó đã có dữ liệu, sau đó mà vùng này được tham chiếu đến một cái vùng khác. Ví dụ như đây, ta có cái giá trị này thì bằng ô này cộng ô này, vì lý do nào đấy ta delete cột này đi, đúng không ạ? Thì cái dữ liệu ở cái vùng nó bị mất và vậy nó sẽ hiện ra cái rep. Và cách làm của ta là thông thường ta bị lỗi thì ta có thể tiến hành undo, đúng không ạ, undo, và ta xử lý trước sau khi ta cắt. Cái lỗi tiếp theo là cái lỗi về dữ liệu số. Cái với cái số mà nó to quá nó vượt ra khỏi cái vùng nhớ và số nhỏ quá thì nó hiện ra cái lỗi này. Và thông thường này ta có thể do là nếu mà số này là số thật thì ta phải tìm cách chỉnh định dạng nó khác đi, hoặc nếu ta nhầm thì ta sửa lại số thôi. Cái lỗi tiếp theo đây là lỗi độ dữ liệu rỗng. Các bạn nhìn đây thì lỗi này khi mà ta thực hiện các cái hàm mà trong đó thì các cái ta định nghĩa cái vùng dữ liệu này, các vùng dữ liệu là nó không theo đúng cấu trúc. Ví dụ đây là đang ta thiếu cái dấu phẩy ở giữa, đúng không ạ, và có dấu cách, nên là Excel họ nó không hiểu và họ coi là một cái lỗi độ rộng. Cái lỗi tiếp theo nữa là cái lỗi của NA, tức là not variable. Với này thì hay bị lập lỗi trong cái hàm, các cái hàm về refund như hàm VLOOKUP, HLOOKUP. Như ở đây ta tìm kiếm giá trị âm một trong cái bảng này, thì ta thấy ngay là giá trị âm một trong bảng này là nó không có, đúng không ạ? Ví dụ ta giá trị một thì nó có và nó sẽ trả về ta là Thu Hà, nhưng mà giá trị âm một thì nó không có và nó sẽ trả về là not variable, tức là không tìm thấy cái giá trị của nó. Đấy, thì đây là một số cái lỗi mà ta hay gặp ở trong Excel. Thế giờ mà ta gặp lỗi mà ta muốn sửa, đúng không ạ? Ví dụ như ở đây lỗi này ta muốn sửa thì từ đây ta hiểu rằng là nó không chia cái gì cả, đúng không ạ, thì không hiện ra gì, thì ta sử dụng cái hàm là hàm is arrow. Ví dụ như ở đây ta thêm vào một cái hàng trước lại is arrow, đúng không ạ, lại thì nó trả về ta là cái lỗi, đúng không ạ, là true or false, đúng không ạ. Họ đã dùng cái hàm kiểu khác, đấy là hàm if error, đúng không ạ?
bạn này sử dụng đây, bạn tra lại if error, if tức là nếu, nếu lỗi đúng không, thì nếu lỗi ra trả về giá trị gì, ví dụ như là không chơi được. Đúng không ạ? Hoặc nếu ta không muốn hiện gì thì ta cho đóng ngoặc. Đúng không ạ? Thì ta không hiện gì. Thế ngoài ra còn rất nhiều các loại lỗi nữa, như là ta gọi is bằng is. Nó đã kiểm tra một loạt các cái lỗi của ta. Đúng không ạ? Is error vân vân. Đúng không ạ? Is NA. NA chính là cái này đúng không ạ? Và để ta sử dụng. Vâng. Và thưa các bạn, thì ngày hôm nay ta học các cái lỗi độ rộng. Mình xin nhắc lại để cho các bạn biết như sau. Lỗi này xảy ra khi mà ta thiếu độ rộng hoặc là ngày tháng trị âm, mà cách giải quyết của ta là chỉnh lại độ rộng và chỉnh lại ngày tháng cho nó dương. Các loại lỗi về giá trị như thăng value thì khi thực hiện với các phép toán văn bản, trong khi văn bản không cộng trừ được đúng không ạ? Vì vậy ta kiểm tra lại dữ liệu và ta chỉnh lại. Tương tự như vậy với lỗi chia không. Ở đây đúng không ạ? Đây chia không. Chia không. Lỗi này thì nó sẽ dẫn đến khi ta chia nó có vùng bị trống. Vì vậy là ta kiểm tra dữ liệu và dữ liệu lại. Các cái lỗi về sai tên hàm, này tên hàm thì ta chỉnh lại hàm cho nó đúng. Các cái lỗi về tham chiếu, đúng không ạ? Tức là ta đã tham chiếu một vùng dữ liệu khác, sau đó chẳng may ta xóa nó đi thì ta sẽ lại công thức hoặc là undo dữ liệu để ta sửa lại trước. Các cái lỗi về dạng số, với số dạng quá to hoặc là quá nhỏ. Các lỗi về dữ liệu rỗng, tức là ta định nghĩa các vùng nhưng mà vì là do ta nhập gõ bị sót và nó không hiểu cái vùng dữ liệu của chúng ta. Các lỗi về tham chiếu, chúng ta tham chiếu đến một cái vùng dữ liệu, trong khi cái vùng này thì nó lại không có cái giá trị mà cần tham chiếu. Như vậy nó sẽ hiện ra là cái not variable, đúng không ạ? Và sử dụng các hàm bắt lỗi, đây là is error, rồi là if error, rồi là is NA, đúng không ạ? Vân vân. Thì ta có thể bắt lỗi và ta kiểm tra được nó.